tìm ra thi thể của ông Hoàng Trần mất tích ở biển Oregon. Kính thưa quý vị, tin đến từ tiểu bang Oregon, theo KTVG đưa tin thì thi thể của ông Hoàng Minh Trần, 58 tuổi, vừa được tìm thấy một ngày sau khi lực lượng tường duyên Hoa Kỳ đình chỉ việc tìm kiếm ông. Trước đó thì ông mất tích ở gần vịnh Deeper, gần bờ biển thuộc tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Theo tờ Oregon, uh, Organia. Oregon Life đưa tin thì sáng thứ ba ngày 1 tháng 10, thi thể của ông được phát hiện trên bờ biển của Thái Bình Dương. Ông là một cư dân ở thành phố Clarkmouth. Những người phát hiện gọi điện trình báo với trạm cảnh sát tuần duyên quận Yawina Bay rằng họ tìm thấy một thi thể tại biển Thái Bình Dương. Lúc phát hiện ra thi thể thì ông Hoàng Trần mặc áo phao. Theo các bài đăng trên Facebook của thành viên trong gia đình của ông Hoàng Trần, Ông là cố vấn của một trường trung học và là một tình nguyện viên nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại thành phố Portland. Ông Hoàng Trần được nhìn thấy lần cuối cùng lúc đang chèo thuyền ra khơi một mình ở gần viện De Poo, tối thứ Bảy ngày 28 tháng 10. Các viên chức sử dụng thuyền, máy bay trực thăng và máy bay không người lái để tìm kiếm ông Hoàng Trần. Họ phát hiện những mảnh gỗ, áo phao, một phần của thiết bị vệ sinh môi trường biển và đèn nhấp nháy với tên con tàu ở trên đó.